Dạ Nam nha, hôm nay là chiều 19 tháng 3 năm 2022. Chiều nãy mình lên cho anh em hai bộ lửa 84 thớt FTSA, hàng zin rẻ xe Honda ha. Thì hôm nay mình lên cho anh em hai bộ lửa zin điển đẹp. Giá thì hai bộ lửa này mình bán có giá là 1,6 triệu bộ nha anh em. Cho bộ lửa zin điển đẹp ha. Đó. Bao anh em là đèn sáng, lửa mạnh, bao các kiểu, bao đủ thứ cho anh em. Thích hợp cho anh em tất cả các dòng xe là quay rim cúp 67 ha. Về gắn cho xe zin xe độ cũng được. Xe cúp 67 thì dầm gắn bình thường, còn nếu mà quay rim thì mình gắn thì mình sẽ không có đời. Nói chung là vậy. Thì mình có ghi hai mã đây là một bộ mã A, một bộ mã B nè. Đó, anh em nào chơi bộ mã nào cứ báo mình ha. Tình trạng là hàng zin đã xe Honda mới chưa vệ sinh nha anh em. Rồi mình quay cho anh em cái bộ mã A đây. Zin tiễn đen can đẹp ha. Mình bán 1,6 triệu bộ, anh em nào chốt alo mình nha. 0933996332. Lửa 84 FTSA. Hàng zin rã xe Honda. Ba anh em là đèn sáng, lửa mạnh các kiểu, nói chung là bao đủ thứ cho anh em. Con này bộ mã B nha. Đó, bệnh này hàng rã xe chưa vệ sinh luôn. Đó, dây chui đầy đủ rồi, không cắt không gì hết các kiểu. Đây bộ mã B nha. Mình bán 1,6 triệu bộ. Anh em nào chốt alo mình qua số điện thoại là 0933996332 ha. Cho bộ lửa đẹp. Giá ok cho anh em luôn. Hai bộ mã A, bộ mã B. Anh em chốt nào cái alo mình nha. 0933996332 ha. Lửa 84 thớt FTSA, giá 1,6 triệu một bộ.